Không biết giờ này ngoài chợ còn gì ăn nữa không, trời ơi. Biết là không biết ăn cái gì trơn chuỗi á. Ê, bà Trinh. Dạ. Ủa, bà đi bà đi đâu à? Đi chợ. Ủa, bà đi chợ rồi sao cái đường của bà không đi đi qua đường tôi à? Tôi làm gì vậy? Cái đường này đường của tôi. Mắt gì không được đi chạy. Ủa, đặt tôi nói bà nghe nè, nhà bà ngoài sao đúng không? Ờ. Lúc trước bà đi chợ á, thì bà đi bằng xuồng bằng ghe. Tại sao bữa nay như bà đi qua đất luôn vậy? Thì tại vì trước có cái mương, thì phải đi vòng cái đây bơi xuồng đi, còn giờ bay bơm cát lên rồi thoải mái đi ra đi vô thôi. Ủa, cái gì đất người ta đất chùa, vậy muốn đi ra đi vô là bình thường. Nè, bà đi đường xuồng đường sông gì đó, giờ bà đi đây cái gì qua đất luôn vậy? Bà mấy chùa gạo đây hả? Trời Phật ơi, thằng này con trai làm hiểm trời. Làm hiểm gì? Sớm lắm gì cái nhau thôi, bây giờ bay bơm cát lên, bay lắp cái mương lại thôi, bay cho ngoài xẹt ra cái tới cổng gạo rồi đi chợ cho lẹ. Nè, nó nghe nè. Đất này không phải đất chùa, nó là biết bao nhiêu lần nãy giờ. Đúng không? Không phải là hiểm gì nhưng mà của bà đi, của tôi đi. Có khi nào bước qua cái đất bà tôi đi không? Tôi chưa hề mà bước qua nhà của bà tôi đi nhờ giả vậy nha. Tao nói hả, bán họ hàng xa để mua láng giềng gần. Mà tao nói ha, đây qua đó chút xíu rồi ra cái cổng rồi, ra cái đường lỗ lớn rồi. Nó đi bộ đi cho nó lẹ đi chứ bơi xuồng nó ra tới chợ còn què vậy đâu mua. Cái đó là chuyện của bà, tôi không biết hiểu không? Còn đất của tôi còn không cho qua. Bây giờ mời bà về nè. Tôi mời bà về nè. Bà về đất của bà nè. Đó. Cái đất của đang mua qua là qua gì trời? Thằng này làm hiểm chứ trời. Hiểm gì? Ai con vợ mày thấy thương bao nhiêu là mày thấy ghét nhiều quá mày ơi. Nè, tại con vợ nó hiền quá hiểu không? Bị trúng dài đầu quá hiểu không? Cả tôi là thằng cái xóm này nó hẹn là không có ai bằng hiếp được tôi á. Mình sống sao là phải cho đúng. Hiểu không? Ai làm gì mày đâu, ai chọc kẹo gì mày đâu trời. Thì bây giờ cho bà ngoại đi qua. Ra đây tôi không cho bà đi ra. Hiểm mày làm hiểm thấy sợ á trời. Nè, tại đây sắp tới lố người nào bà ở ngoài sao bây giờ ra đây rác của tôi đó. Không cho đi thôi, tao đi xuồng mày. Ờ, đi xuồng đi đi. Là xóm láng giềng như què hả? Xóm gì vậy? Cái mốt này tao nói mẹ ha. Mày có đụng dịch đụng gió gì mày đừng có kêu bà ngoại nghe, bà ngoại không có nhà. Nè nè nè, ai đây phải trâu rồi mà khó trâu rồi bà. Ừ. Bà lâu bà, trời bà lớn tuổi rồi lâu bà kìa. Con trâu lúc nào nó cũng bị gãy sừng. Ờ, bà lâu bà già đó gần đó, đó xa trời đó. Mà nó cái bị, đất của ta còn nói cái vậy đó. Vậy đó là một đất chùa vậy, ai muốn qua qua ai vậy? Sao đó mua nhà mặt tiền đi. Alo, nghe nè. Bây giờ cái đường anh nó lớn anh. Em cho gạch vô vậy? Gạch nè. Nói chung cái đường của anh giờ này nó nhỏ lắm. Bây giờ nhỏ vậy, cái gạch anh nhiều quá, giờ phải chở nhiều sao xe như vậy? Bây giờ nè, không mấy, em có ghe, em chở ghe anh được không? Có ghe luôn. Rồi, em chở ghe đi rồi em. Nhưng mà về đậu đâu? Em đậu chẳng cái bến nhà anh đó, em đậu chẳng đó thì anh lên gạch chỗ đó. Rồi, để xíu nha. Rồi vô liền với anh nha. Rồi. Giờ gạch từ nói tới nè, giờ phải đi lên gạch nữa. Trời ơi, tao nói đang bực bội mà mũi nó còn chích nữa, đàn ông đàn ăn gì đâu mà làm hiểm vậy. Quay. Vậy con? Cho hỏi con nhờ cái bến bưng gạch đó ngoài. Bưng gạch hả? Ừ. Trời ơi, bình thường à, mày cứ bưng bình thường đi có sao đâu. Rồi, bưng ra ngoài ơi. Ừ, đi bay. Có gì sao mà làm hiểm, tao nói mày làm hiểm dữ trời luôn, tao không hiểu sao luôn á trời ơi. Lấy gạch đó anh. Em, gạch tới em. Em chắc đây xuống đây cho anh. Dần, nghe lại. À, cái gì vậy Trinh? Nghe lại. Bỏ xuống con, bỏ xuống đi cho nặng. Ờ, giờ gạch tôi tới rồi, giờ không cho qua Trinh. Vậy? Gạch tôi tới rồi, qua đây. Em bưng qua cho anh ơi. Con bỏ đó cho ngoại, con không bưng quanh kia nha. Dạ, dạ, đừng hâm lam nha, thấy gạch của tôi, cứng thấy gạch tôi luôn. Dê lại. Lại gì em? Đứng nói chuyện thì dê lại. Ủa cái gì vậy Trinh? Cái ganh đất rõ ràng nè, đó, dê nha. Con để đây đi, con không được bưng quanh kia. Nói chưa? Con cứ lên gạch ở đây cho ngoại. Em thấy không? Già cả là làm hiểm không? Em chỉ là bưng gạch qua đây chút xíu thôi, cũng cho anh thấy rõ ràng làm hiểm không? Bây giờ là để đây ra ngoại. Ừ, con để đây đi. Thôi để ngoại lớn tuổi, tôi nghe từ ngoại thôi. Bây giờ ba, em qua anh bưng. Ê, dê lại chàng trai. Bà làm gì á? Nghe lại. Chàng trai lục tìm ký ức của chàng trai lúc nửa tiếng đồng hồ về trước coi. Nhớ là sáng mày không cho bà ngoại đi ra cái đất nhà bay không? Nhớ không? Rồi sao? Thì bà ngoại bơi xuồng đi chợ đó. Thì hụt bơi xuồng đó. Mày bà bơi xuồng mà bơi đi được đó đúng rồi. Cho nên sáng, hồi sáng mày nói vậy nè. Đất ai nấy ở. Thấy không? Thì đất ai nấy ở đi, đất ai nấy xài. Tôi mua mặt hậu thì tôi chấp nhận tôi bơi xuồng tôi đi. Còn giờ mấy người mặt tiền thì mấy người kia xe gì chở gạch mặt tiền vô đi. Bây giờ cho bưng qua đây cái chút xíu gì đâu bà? Không. Trời ơi, tự nhiên sáng không cho tao đi ra cái đường này, tự nhiên cái bây giờ xin đi ngang đất tao đi qua đây kiếm gạch. Không có đâu chàng trai. Thấy không? Thấy không? Sống mà tình làng như sớm thấy gõ gàng không? Em biết sống gì đâu. Sống ích kỷ vậy. Em biết mà, gì đâu. Cho kiên qua cái thôi. Ích kỷ là bay ích kỷ trước á. Nó nghe nè, hồi xưa thì ở đây là cái hầm. Thì bà ngoại đi xuồng là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Bây giờ bay bơm cát lên thì làm ơn làm phước bà ngoại đi tọt ra ngoài đó rồi tới được lộ rồi. Bay đâu có chịu. Bay nói là đất ai nó đi. Thì bây giờ bà ngoại đi xuồng rồi đó, bây giờ đất ai nó làm đi đó. Đi đường xe vô.
đi đường cửa chính vô ra ngoài, đi đường mặt tiền chắc gặp xuống đơn giản. Đi qua đất nhà ngoại làm gì? Không cho. Thôi nó ngoại nghe nè, không mấy chuyến này lỡ cho con đi qua đi ngoại. Không có lỡ con ơi. Cái giờ ngoại nghĩ thì cái đường đâu có xe cộ gì đừng chứ có ghe mới vô đây được ngoại. Giờ nhà con đang sai. Cái chuyện đó là cái chuyện của con. Hồi sáng ngoại nói ngoại thẹt cho nó đi chợ là đi bộ cho nó lẹ. Mày đâu có chịu, mày đâu có cho ngoại đi đâu. Rồi ngoại phải bơi xuồng, tao nói mày bơi xuồng nó lâu lắc ra tới chợ không còn gì ăn trơn á. Thì bây giờ bay đối xử với ngoại sao, ngoại đối xử bay trang vậy, bay người khỏi nó xin gì trơn á. Bảo báo tới nhanh lên ơi, anh về. Trời ơi. Tao nói quả báo nhãn lòng tới liền đó là bay đó. Sống tình làng nghĩa xóm. Em không biết chuyện gì hết trơn nhưng mà em thấy giờ là anh bậy vậy đó. Hồi sáng ngoại nói bay sao? Bán họ hàng xa để mua láng giềng gần. Mày có đụng dịch đụng gió gì thì cũng có láng giềng gần họ chăm sóc, họ là đỡ đằng mày liền. Hôm nay bé không chịu, bé cái đông đổng lên, bé không cho ngoại qua thì giờ ngoại cũng y chang vậy đó. Ngoại con nói chung là sáng này tại vì là con cũng bức xúc là kiểu mà đi qua đất con sợ nọ gì đó. Sợ gì? Đất mày có gì trong đây sợ? Không phải nhầm khi đi qua đi lại hoài cái nhầm khi cái con sợ cái mòn trời đường con. Ơi, dạ. Cái gì? Sợ mòn cái đường. Cái đường ha. Nó nghe. Thương lắm trời. Thương. Dạ dạ không ngoại. Thương con lắm, thương con. Ngoại hiểu con rồi đó. Ừ, hiểu con lắm nên thành ra bây giờ con cũng đừng đi qua nhá đất nhà ngoại. Lúng. Nhà ngoại nhà chữa nhà lá con đi con lúng hết trơn rồi, ba cái gạch này nó nặng dữ lắm con ơi, đi nó lúng hết trơn à, rồi nó chạy đất xuống sông. Em ngoại ngoài em còn bất bình nữa, có một miếng đất cái gì anh dành đường đi mốt anh xuống. Mày nghĩ coi cái nhà bà ngoại đây nè, đi ra mặt tiền bao nhiêu xa trời ơi, chưa được 10 mét nữa mà nó không cho ngoại đi, nó bắt ngoại phải chèo chuồng vậy. Anh dành dựng làm cái gì, anh khó khăn làm cái gì đó, cái mốt anh xuống rồi cũng có ba tấc đất thôi gì đâu mà. Bây giờ là nói tóm lại là cái câu chuyện này là bây giờ con đi đường nào cũng đi chứ con ngoại không cần biết. Giờ không có đi qua gạch đất đâu. Giờ mấy thì sao? Giờ tại vì gạch tư của con á, gạch là con phải là xây cho trong bữa nay xong ngoại. Kệ con. Cái chuyện đó chuyện của con, không có liên quan gì tới chuyện của ngoại. Cơm nhà ngoại ngoại ăn, đường nhà ngoại ngoại đi, xuồng ngoại ngoại bơi. Đâu có liên quan gì tới con đâu mà tự nhiên bây giờ con sản vô đất nhà ngoại con đi, không được, không được. Bây giờ ngoại ông ấy ngoại hai lỗi con, ngoại là sắp tới là với ngoại là con sẽ hứa với ngoại luôn là tình làng nghĩa xóm con sẽ giữ với nhau ngoại. Con sẽ không làm hiểm hay cái gì nữa ngoại. Ngoại nói gì con thấm ngoài. Thấm không? Dạ con ngoại tha cho ngoại ngoại đó gạch ngoại. Con ơi con nó nói vậy thôi chứ mưa 10 chặng nó không biết nó thấm chưa nữa. Dạ con thấm thiệt ngoại, đi là con thấm thiệt tại vì nó thiệt cho đó giờ con cũng ích kỷ là con nghĩ là đất của mình đó là nhà của mình là không cho tao tới luôn ngoại nên tao nói mày nghe nè. Dạ. Tao thấy vợ chồng mày đi mần hoài tối ngày. Dạ. Rồi mốt thay cái nhà đi. Rồi lỡ nó có cái chuyện gì về cái là mệnh hệ trong nhà đó. Dạ. Rồi kêu hàng xóm láng giềng ở tuốt đâu trên miên trên Mỹ đi qua đây cứu bay. Chứ bà ngoại cơ cái bên này bà ngoại không quan tâm. Đó, bay suy nghĩ trong đầu bay lại vậy đó. Ừ, dạ, hồi ngoại với anh nói về em cũng biết lỗi rồi, từ đây sắp tới. Mệt quá à, nói vậy thôi chứ ai ít kỹ với mấy cái vụ đường đi này, ai ít kỹ. Dạ. Bưng gạch lên đây đi cho nó dễ, rồi hả, gạch 41 là đi dưới đường này đi lên cho nó dễ. Ngoại, cái đường nhỏ xíu mà sao mà đi vô. Dạ, ngoại cho con ghi lên đó ngoại. Thoải mái. Dạ, con cảm ơn ngoại nhiều con ngoại. Trời biết lỗi rồi ngoại. Anh kia ghi gạch đi vô em đi anh. Ờ, vậy tốt không? Dạ, gạch ngoại. Khi mà con cắt nhà xong căng dao ngoại qua chơi con ngoại. Để đây không? Đất cho con nha. Để đây không? Dạ. Đất nữa trời dạ. Ơi. Cảm ơn ngoại nhiều nha. Thì chúc bay cũng xây cái nhà lên rồi tăng gia rồi làm ăn hai vợ chồng phát lên luôn bay ơi. Thôi nói bay rồi. Bán dòng họ xa để mua láng giềng gần. Dạ con biết con ngoại. Mày đừng có suy nghĩ vậy mà tiêu cực. Dạ con cảm ơn ngoại. Ngoại. Đúng rồi ha. Nói chung là mình đừng sống được ích kỷ kiểu đó. Tại vì bà con xa đâu bằng láng giềng gần đâu. Bà ngoại nói gì đúng đấy, cái này sắp tới chắc mình không là nào làm chuyện đó nữa.